Chào tất cả các anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các chị và các bạn ở video này. Thì đầu tháng 12 trở đi thì là chuẩn bị là hết năm của 2020. Thì các anh chị nào đang làm với cơ quan nhà nước thì bắt đầu thấy là các cơ quan bắt đầu đặt giấy khen để họ khen thưởng cuối năm. Thì nói chung là đây là giống như một cái mùa bắt đầu người ta sẽ in giấy khen đồ để tổng kết cuối năm, nên là cái công việc cuối năm mình nên nghĩ tất cả các bạn và các anh chị mà đang làm ở tiệm photo dịch vụ mà có in giấy khen thì mình nghĩ cái công việc cuối năm nó sẽ nhiều hơn. Do đó là chúng ta ngay chỗ ví dụ như đầu trong tháng 11 thì chúng ta đã chuẩn bị một số cái mẫu giấy khen để khi mà khách hàng cần thì chúng ta có, chúng ta đưa cho khách hàng, hoặc là khi mà khách hàng đã làm với mình những năm trước thì mình có thể mình lưu lại để mình những năm nay mình lấy ra thì mình chỉ chỉnh sửa ngày tháng năm và những nội dung khen đi theo yêu cầu khách hàng thôi. Thì đó là những cái cách mà mình làm ở đây từ đó đến giờ. Tuy nhiên là những cái video trước mình có nói là cái ổ cứng của mình nó bị trục trặc và nó bị hư, và một số cái dữ liệu của giấy khen thì hầu như nó không còn nữa, và năm nay thì sẽ tạo lại mới hết toàn bộ giấy khen. Nên cho đó là có một vài bạn khoảng giữa tháng 11 thì đã có gửi mail cho mình mà xin một số cái mẫu giấy khen của bên mình. Tuy nhiên là mình không còn cái giấy khen đó, nên là mình không có gửi cho các bạn đó. Nên mong là các bạn hết sức thông cảm. Và đợt vừa rồi thì cuối tháng 11 và đầu tháng 12 đây thì mình đã tạo khoảng 3-4 cái mẫu giấy khen để mình làm cho khách hàng, những khách quen của mình ấy. Thì mới tạo được khoảng 3-4 mẫu. Thì nếu các bạn nào mà cần cái mẫu của mình thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn. Nếu các bạn để lại phần bình luận phía dưới, để lại Gmail thì mình sẽ gửi cho tất cả các bạn trong thời gian sớm nhất. Thì mình sẽ tổng hợp các file đó lại, thì bao gồm các cái file giấy khen của bên đảng ủy nè, các giấy khen của bên phía của chiến binh, giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Thì đó là ba cái mẫu chính mà mình hiện tại đang làm, và còn mình còn một số khoảng vài mẫu nữa mà mình cảnh đang thiết kế để mình cho khách hàng xem. Tại vì đây là những cái mẫu mới và tạo lại hoàn toàn. Thì trong đó thì những cái ngày này nè, thì bắt đầu các bạn thấy là mình chuẩn bị những cái mẫu thiệp xuân, thiệp chúc Tết. Thì đây mới hồi sáng giờ mới làm mẫu cho Hội Liên hiệp Phụ nữ. Đây là cái mẫu thiệp chúc Tết. Đây là cái mẫu thiệp chúc Tết này. Đây các bạn thấy đây là mẫu mình mới tạo ra. Thì bắt đầu cuối tháng 12 là bắt đầu là tại vì đa số cơ quan cũng có bắt đầu là tặng lịch chúc Tết, chúc đồ, và những cái thiệp này thì cũng kèm theo nè. Do đó là đây là những cái gọi là những cái background mà mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị để khi mà khách hàng có chúng ta sẽ làm liền. Thì các bạn biết là khi in cái này khoảng 25 tờ thôi, nhưng mà in trên cái máy 8310D nợ mình thấy nó rất là cực kỳ nhanh và cái độ nét nó rất là đẹp rồi các bạn biết ha. Thì đây là mình sử dụng trên giấy gân định lượng 260. Thì mình nghĩ nếu mà cái thiệp á, thì các bạn nên, nếu mà có định lượng 230 thì các bạn sử dụng trên định lượng 230 là đủ. Còn ở đây á, mình lấy giấy cái gân 230 không có, nên là mình lấy định lượng 260. Còn đối với mà cái định lượng giấy gân mà 300 thì mình nghĩ các bạn không nên in, tại vì thứ nhất là nó sẽ rất là giòn. Nếu trong quá trình mình bế, mình gấp thì nó sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ bung bật. Do đó là mình đang sử dụng cái tầm định lượng là 230, đây là giấy gân hai mặt. Thì mình nghĩ nó là ok, chất lượng tài sáng, giờ mình đã thử test rồi. Thì trong quá trình mình làm cái gì mình phải có test một bản để mình coi ha. Thì các bạn thấy đây là ở đây mình có tạo cái đường lằn ha, ở đây một cái đường lằn cấn, gọi là cấn đường lằn, để khi mà khách hàng gấp lại thì nó sẽ có không, nó gấp lại thế này thì nó sẽ không có bị vỡ mực, bị vỡ cái bản in, hoặc là có một chút xíu tới đỉnh thôi, tức là cũng có thể là chấp nhận được ha. Tại vì những cái này, mẫu này là mẫu thiết kế riêng chứ không phải là mẫu thiết kế hàng loạt, nên là với lại số lượng ít nên là không có thể nào bỏ để đọc xét được. Mà mình sử dụng, nếu mà các bạn đang có máy in phun thì các bạn sẽ tận dụng máy in phun các bạn làm. Nếu mà các bạn nào đang sử dụng máy laser hoặc là máy 8310DN chúng mình, hoặc là những cái dòng mà đang tương tự như vậy thì các bạn cũng có thể áp dụng các bạn làm. Tuy nhiên trước tiên thì các bạn phải chuẩn bị một số cái mẫu để khi mà mình có là mình design cho khách hàng liền. Tại vì những cái ngày cuối năm này, tức là khi khách hàng cần là các bạn phải làm liền. Tại vì ví dụ như các bạn biết là cuối năm là khen thưởng, thì mình không thể nào ví dụ làm tờ giấy khen mà làm trong khoảng bao ngày được. Do đó là có thể là đặt cái trong vòng một ngày thì chúng ta phải hoàn thiện luôn tờ giấy khen, chúng ta có thể in luôn. Các bạn biết là
đợt vừa rồi thì cũng làm một số rất là nhiều giấy khen trong cơ quan, thì đó là cũng may là mình có in trên cái máy 810DL thì nó giải quyết công việc cũng rất là nhanh. Thì những cái video trước mình cũng đã nói về cái tốc độ làm việc của cái máy rồi, thì mình rất là hài lòng với cái máy này. Nếu các bạn nào có điều kiện ha, nếu các bạn nào có điều kiện mà ở cái tầm mức độ sử dụng nó tương đối là mức độ in nó tương đối là nhiều, thì các bạn cũng nên sử dụng những dòng máy này. Còn nếu các bạn chưa có điều kiện thì các bạn cũng sử dụng những cái dòng máy Infung như hiện tại giờ tất cả các bạn đang xài. Tuy nhiên là cái Infung đó, nó chủ yếu là nó in đẹp trên chỗ là giấy, trên giấy bóng, giấy ảnh hay mặt thôi. Chứ còn đối với những cái giấy mà giấy phôi đồ thì nó in không có đẹp, nó không có nhiều sự lựa chọn cho mình. Và thứ nữa là nó in, tốc độ in nó hơi chậm, tốc độ nó hơi chậm. Tuy nhiên với mức độ đầu tư thì mình nghĩ cái nó sẽ có những cái mức tương đồng và cho chúng ta làm việc ha. Nên do đó mình nghĩ là trong quá trình mình làm thì những cái dữ liệu file khách hàng thiết kế thì mình sẽ giữ lại hết, kể cả những khách hàng đã rất là lâu. Các bạn có thể thấy là có thể là 5 tháng khách hàng mới quay lại với mình, hoặc là những cái tờ giấy khen thì có thể 1 năm khách hàng mới quay lại với mình, người ta đặt dừng vào dịp cuối năm. Thì mình nghĩ khi mà chúng ta có lưu trữ rồi thì chúng ta lấy ra làm rất là nhanh. Chứ còn nếu mà chúng ta mà không lưu, hoặc là chúng ta lưu ở đâu đó mà chúng ta bị mất dữ liệu giống như mình được rồi đó, thì bắt buộc phải làm lại thì nó sẽ tốn thời gian của mình rất là nhiều. Và mình hy vọng là được rồi là mình cũng đã chuẩn bị thêm một cái ổ cứng để dự phòng. Thứ nhất trong một tuần thì mình sẽ sell backup cái ổ chính ra một cái ổ dự phòng để mình lưu, thì nó có trường hợp trục trặc gì đó thì mình sẽ còn lại một cái ổ khác để mình sử dụng cái dữ liệu đó. Đối với những dòng máy in full thì mình thấy nó có in full được full mạng, được full cái bản full. Tuy nhiên là cái tốc độ in full nó rất là chậm, rất là chậm. Do đó là khi mà các bạn làm thì các bạn nên chọn những thứ phù hợp, làm sao cho cái máy mình tính toán được cái tốc độ của cái máy mình in sao cho nó phù hợp. Đồng ý là mình sẽ thao tác và mình sẽ cắt nữa, mình sẽ cắt để cho nó ấy, cho nó hoàn thiện máy in. Ví dụ đây là một cái file như thế này. Thì các bạn biết là mình không, nếu mà chọn chế độ in full thì đối với trên máy in laser thì nó sẽ không có chế độ in full lúc nào, trong cái máy nó vẫn có cái định, nó cái định dạng là in nó phải trừ vào khoảng 3 ly thế này ha, trừ vào trong cái viền như thế này. Thì mình sẽ tính toán làm sao để ví dụ như mặt trước như thế này, mặt trước như thế này, thì mặt sau chúng ta phải kéo rộng ra một chút để khi mà tránh trường hợp là khi mà chúng ta cắt mặt trước thì nó trong quá trình mình máy nó cũng cháy, có thể là bị xéo hoặc là giấy bị xéo hoặc là này kia, trong quá trình mình cắt thì mình có thể là một cái phần sau nè, cái mặt sau nó sẽ dài ra hơn một chút để mình lựa chọn mình cắt cho nó đẹp hơn cái bản hình của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ bế lại thôi, chúng ta sẽ cống và bế thì nó sẽ hoàn thiện được cái bản hình cho khách hàng. Do đó là một cái đối với mình ở trong một cái ngành in này, thật ra nó rất là nhiều cái tí cạnh. Đôi khi các bạn hỏi mình về cái những cái vấn đề này vấn đề kia, đôi khi mình không có biết được, hoặc là kể cả ví dụ như trong những cái mà mình ít làm thì mình sẽ lâu ngày nó sẽ quên. Do đó là mình không có thể nào mà mình ví dụ trả lời liền cho tất cả các bạn, và mình sẽ có những cái phương hướng chúng ta mình sẽ lục lại những cái cách mình làm thế nào mình mới trả lời cho tất cả các bạn được. Còn nếu mà các bạn nào cảm thấy mà ví dụ như là mình có trả lời hơi chậm thì các bạn hết sức thông cảm ha, tại vì đây là mình những chia sẻ của mình, ở đây là những chia sẻ thực tiễn mà mình làm được, đang làm đối với trong cái tiệm của tôi dịch vụ. Mình muốn chia sẻ lại cho tất cả các bạn, và đặc biệt là các bạn đang đang làm nghề và mới vào nghề, để các bạn có những cái hướng, có những cái tư duy nó sẽ tốt hơn, và có những cái cách làm nó sẽ tốt hơn để nó phát triển ngành dịch vụ của mình. Thì trong cái ngành dịch vụ photo in ấn thì mình thấy là các bạn nên đi theo cái hướng in ấn thì nó sẽ phù hợp với cái địa thế, với cái tình hình hiện nay. Hiện tại bây giờ các bạn biết là tất cả các cái mối photo hầu như là chuẩn bị nó giống như là nó giảm rồi, kể cả những photo sổ hộ khẩu số lẻ, và sau này trong cái hướng sắp tới là bỏ số hộ khẩu, chỉ còn cái mã định danh thôi, thì những cái tiệm photo khách lẻ sẽ không còn nữa, hoặc là photo những tờ lách nhác thôi. Còn đối với một số trường học thì sẽ có những người ta đấu thầu ở trong trường luôn, còn đối với các bạn mà ra ngoài thì nó rất là khó, khách lẻ ít. Nên đó chúng ta làm sao chúng ta phát triển về lĩnh vực in ấn thiết kế thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn cho tất cả các bạn. Nếu các bạn đang có ý định mở cái tiệm photo không, thì mình nghĩ đó là những cái hướng mà mình cảm thấy hồi xưa giờ nó phát triển tốt, mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn ha. Rồi video của mình xin tạm dừng ở đây. Nếu các bạn có những ý kiến gì thì các bạn vui lòng để lại bình luận phía dưới, chúng ta cùng chia sẻ, chúng ta cùng học hỏi.
mục đích của cái kênh này là chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn làm được và trao đổi những kinh nghiệm mà chúng ta biết và học hỏi những kinh nghiệm chúng ta chưa biết để chúng ta cùng nhau phát triển. Và xin chúc tất cả các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Bye bye nhé.